vừa qua bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên đã có buổi làm việc với bí thư tỉnh ủy cà mau nguyễn tiến hải và lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi đã báo cáo một số nét về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh. Theo đó, thời gian qua, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, lãnh đạo tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo triển khai các dự án trọng điểm đúng tiến độ, bình ổn thị trường, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, phục vụ đời sống của người dân. Đặc biệt, trong những tháng cuối năm, lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu ngành công thương địa phương bảo đảm cung cầu hàng hóa, kiểm soát thị trường, chuẩn bị cho nhân dân đón Tết cổ truyền. Lãnh đạo tỉnh Cà Mau đã đề xuất một số nội dung về gia hạn tiến độ dự án nhà máy điện gió khu du lịch Khai Long, Cà Mau 1 Gia hạn thời gian áp dụng giá mua bán điện cố định các dự án điện gió theo quyết định số 392018 quy tám của Thủ tướng Chính phủ xem xét bổ sung một số dự án điện khí vào quy hoạch điện 8, thành lập cụm công nghiệp chuyên ngành năng lượng và đề xuất dự án nhà máy sản xuất khí hydro xanh sau khi nghe báo cáo bộ trưởng nguyễn hồng diên đã gợi mở một số định hướng phát triển cho cà mau đặc biệt trong việc phát huy những lợi thế sẵn có của tỉnh với cả nước và khu vực theo bộ trưởng cà mau có thế mạnh về tự nhiên địa lý nên tập trung phát triển kinh tế biển và năng lượng tái tạo như điện gió điện mặt trời bộ trưởng cho biết với những đề xuất của tỉnh nếu trong phạm vi giải quyết của bộ lãnh đạo bộ và các đơn vị chức năng của bộ sẵn sàng cùng cà mau tập trung giải quyết trong thời gian sớm nhất những nội dung không thuộc quyền hạn chức năng của bộ lãnh đạo bộ sẽ báo cáo chính phủ và có những tham mưu đề xuất cụ thể